Trong clip trước thì tôi có hỏi là nếu như các bạn có trong tay 100 triệu thì các bạn sẽ mua một bình hoa pha lê của Thái Công hay là các bạn mua một cái mẫu ghế massage cỏ Nhật. Thì ngày hôm nay có một bác đã đến trả lời là bác sẽ mua một mẫu ghế massage nội địa Nhật mới nguyên thùng ở kho Nhật Bùi Huy. Và mẫu ghế đó chính là mẫu Palasolic EPMA103. Đây là một mẫu ghế mới nhất đến từ nhà Palasolic được sản xuất trong năm 2023. Với cái mức giá là 100 triệu thì tại thời điểm này chúng ta mua sẽ được rẻ hơn hơn 30 triệu so với thời điểm cách đây khoảng tầm 2 đến 3 tháng. Một khoản tiền rất lớn đúng không ạ? Đây là một mẫu ghế nồi đồng cuối đá đến từ hàng nội địa của Nhật. Khi chúng ta đi mua một mẫu ghế massage bất kỳ thì điều mà chúng ta cần đó chính là cái độ bền, độ ổn định. Đó, độ bền thì có bao gồm có bên ngoài là da, bên trong là phần cơ cái thứ hai mà chúng ta cần đó chính là uh, các cái bài đấm bóp của nó phải thoải mái dễ chịu đúng không ạ thì mẫu Palasolix thì nó sẽ làm được tất cả những việc này đây là lý do mà có những khách hàng mà mua ghế massage những cái mẫu đã qua sử dụng rồi các bạn nhé về dùng khoảng hơn 15 năm vẫn thích không chán và cái điều đó đã chứng tỏ là chúng ta đã sử dụng một cách hiệu quả cái số tiền mà chúng ta bỏ ra đó thì hôm nay nhà chú khách thì có một cái điều rất là đặc biệt thì chú cũng là khách quen tại kho nhật bửu huy thôi thế nhà chú hiện tại thì đang dùng cái mẫu ghế massage mà trước chú mua ở siêu thị đó à, chú mua với mức giá là 90 triệu thế nhưng mà dùng vài năm thì da nó nổ hết rồi đó ngày hôm nay là chú đi chú muốn mua một mẫu ghế nội địa của nhật đây chú có cho xem cái ghế nhà chú đang dùng các cái bộ phận chi tiết da của nó thì đều đã bị nổ Uh, như tôi chia sẻ thì cái ghế massage nội địa của Nhật này, da của nó có thể bền lên đến vài chục năm. Đấy thì chú cũng chưa được yên tâm lắm. Thì tôi có dẫn chú lên trên cái uh, khu vực mà tôi để ghế bán ghế cũ nội địa Nhật ấy để chú xem những cái mẫu ghế massage uh, của Panasonic hàng đã qua sử dụng mà có tuổi đời khoảng tầm 25, gần 20 năm để chú xem, chú yên tâm um, uh, khi mà quyết định mua cái mẫu ghế mới này. Đó, thì hiện tại kho Nhật Bùi Huy thì không chỉ bán hàng mới mà có cả bán hàng đã qua sử dụng. Những mẫu ghế này có tuổi thọ lên đến hơn 15 rồi. Thế nhưng mà bộ phận da và cơ của nó đều còn đẹp như mới và rất là yên tâm. Sau khi chú đã được xem xong thì chú đã quyết định xuống tiền để mua luôn cái mẫu ghế massage Palaslick mới nguyên thùng. Làm mấy công việc bán hàng lâu năm thì cái điều mà tôi thấy thú vị nhất là trong khoảng thời gian bán hàng thì tôi có được quen, được tiếp xúc với rất nhiều những người anh, người chú đó, và được các anh các chú quý như là một người cháu một người em ở trong nhà có những chú đã mua hàng tại không nhật bùi huy khoảng 6 đến bảy năm đấy, và mỗi lần chú qua chơi thì như là một người chú rất là thân mật thân thiện đấy, qua chơi thực sự là rất vui các bạn ạ cái những ai làm kinh doanh thì biết là cái niềm vui nhất của cái nghề kinh doanh đấy chính là có nhiều các cái mối quan hệ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi giao cái mẫu ghế massage này đến bác từ niêm cho bác khách này các bạn nhé Nói về ghế massage thì, thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Có rất nhiều người sẽ nghĩ là mua ghế massage nó lãng phí tiền. Nhưng mà theo tôi thì nó sẽ quan trọng nó phải phù hợp, phù hợp với nhu cầu. Và đặc biệt đấy là những người cao tuổi thì tôi thấy nó rất phù hợp. Đây là tôi nói bằng thật. Tại vì với chúng ta đang cái tuổi làm tuổi ăn thì chúng ta sẽ mải mê với công việc, đấy, còn dùng tiền vào nhiều việc. Nhưng còn với những người cao tuổi thì thời gian rất là nhiều Lúc đó thì thư thái mới có thời gian để ngồi ghế massage được nhiều hơn Bên cạnh đó thì khi chúng ta đã đảm bảo các cái nhu cầu cơ bản tất yếu của cuộc sống Thì chúng ta sẽ có những cái nhu cầu nâng cao Đó Thôi không lan man nữa, hiện tại giờ chúng ta đang có mặt ở nhà bác khách rồi Đây là mẫu ghế nhà bác đang sử dụng Đó, các bạn nhìn đây Cái lớp da của nó đã bong chóc hết rồi Nhìn nó rất là là lem nhem đúng không ạ đó, và bác bỏ ngồi cái ghế này thì nó rất là đau người. Đó là lý do mà bác quyết định là bác đi mua cái mẫu ghế massage của Nhật để bác ngồi vì là bạn thân của bác cũng đang ngồi một cái ghế massage của Nhật rồi. Đến cái công đoạn này thì nó hơi phát sinh một chút là cái cầu thang của nhà bác thì nó rất rất nhỏ các bạn ạ. Đây chúng ta nhìn thấy nó chỉ được khoảng tầm 40 phân thôi. Trong khi đó thì cái ghế này nó nặng đến hơn một tạ quá trình cho lên sẽ tương đối là vất vả thế nhưng mà việc gì khó thì đã có tôi no tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể xử lý được qua một quá trình vật lộn thì ghế đã cho được lên đến nơi một cách an toàn không bị xây sát gì đã, bác ngồi trải nghiệm luôn này, cái cảm nhận của bác ngay khi ngồi lên mẫu ghế này thì bác có nói một câu là à đúng là nhật và xứng đáng với đồng tiền cháu ạ Đây là cảm nhận đầu tiên khi bác ngồi lên ghế massage của nhật này và tất nhiên rồi càng dùng thì sẽ càng thấy giá trị của nó thể hiện rõ đó còn khi chúng ta mới dùng cũng như kiểu là chúng ta đi một con xe gem tàu và đi một con xe gem thái lúc chúng ta mới đi thì chúng ta có cái cảm nhận nhưng mà nó chưa rõ rệt nhưng mà càng đi thì đường xa mới biết là ngựa hay thì càng dùng chúng ta mới thấy là cái giá trị của ghế nhật nó càng phát huy cái tác dụng của nó và chúng ta sau 5 năm, 10 năm, 20 năm sau Chúng ta mới thấy giá trị của đồng tiền mà chúng ta đã chi tiêu Đấy là cái lý do mà có rất nhiều người gọi là đam mê hàng Nhật Đấy, hay người ta gọi là nghiện hàng Nhật đấy. Nếu các bạn mà đang có nhu cầu Về các cái mặt hàng nội địa của Nhật Thì rất mong là các bạn sẽ Ủng hộ Khuôn Nhật Bùi Huy các bạn nhé Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau